À Hà Nội, Nội Bài, Lào Cai. Không biết là đang đi đâu. Bà quản lý bà cho đi đâu ấy, mình nằm ngủ mình tỉnh dậy thì đang trên đường cao tốc. Cái bà này rất mất thời gian. Chị ơi. Chị chị có thể test thử xem nước này là nước gì được không? Cắm ra đi, em pha nước. Có nước nào không? Có nước nào không? Có nước nào càng tốt. Có cái quả. Anh xin kéo PK nào. Ok anh, hai em mình PK luôn. Anh thử xem cái độ bấm tay bên em rồi. Đang đi đâu à? Em đang ở trên đường cao tốc. Em còn chẳng biết đường này là đường nào nữa. Mọi người bấm tay đi mọi người. Đâu, nước đâu? Chị. Thôi, nếu mà anh thắng thì mai hát tặng anh bài nhá. Ok luôn. Nếu anh thua. Ok. Anh thua thì anh chống đẩy 50 phát. Không, chống đẩy mệt lắm. Sao? Anh hát tặng em một bài. Đấy. Úi dồi ôi. Anh mà biết hát thì anh biết hát thì anh nhận hát luôn nhưng xong cho đỡ bị mệt. Không. Đúng không? Bàn thì rất mất thời gian chứ. Xoáy ra cho em ngắn. Em một tem cầm thì em lấy kiểu gì. Không, anh cứ hát đi. Anh hát á? Ok, nhưng mà anh hát rồi quay video lại gửi em thôi. Chứ không hát live đâu. Ok. Nhớ mà em thua thì em nhớ hát rồi xong quay video lại gửi anh cho. Để anh đăng lên Facebook. À quên, đăng lên TikTok. Ok anh. Ok. Anh em ơi, bấm tay hộ mình phát. Ôi dồi, 1k đấu với 30k. Hình như mình không có biết lượng sức. Bấm tay đi mọi người. Bấm tay đi anh em ơi. Đúng rồi, mất chuỗi năm rồi. Cảm ơn Tiến Nguyễn. Chơi với bên kia cao quá. Không được x2 rồi. Chắc chắn x2, yên tâm đi. Đấy, không có. Ồ, không có rồi. Anh em ơi, anh em giúp mình đi. Một k ba anh em ơi, bấm tay hộ mình. Ông chơi xanh chính, mình không. Cảm ơn thần tài nhá. Nhìn mọi người, top 10 sát nhau quá, kể cả top 11. Cảm ơn VGTA nhá. Nhà mình cố trong top 10 nhá mọi người. Đúng rồi, mấy bà acid thả cho con sư tử đi. Mệt quá. Cảm ơn Seiko nhá. Chơi đến nay thì nhịp rồi. Anh em bên kia ơi, đừng có bấm tay nữa nhá. Cảm ơn Seiko 2.1 nhá. 2.1 nhá. Rồi, mọi người ơi, cảm ơn Sơn Tên nhá. Bấm rồi. Bấm tay đi mọi người, bấm tay đi mọi người. Anh em ơi. Cảm ơn Ngọc Trang. Nay bên đội ít thôi, anh bị thưởng 70k. May mà hôm nay qua Đạt là Đạt đang cảm đi xe Dương. Trên cao tốc. Chứ không thì vỡ mặt. Cảm ơn Anna. Cảm ơn Mai Huyền. Bấm anh cu đâu chứ. Bấm tay nhé mọi người follow các top donate hai bên nhé mọi người. Không sao. Mày follow anh solo cu luôn.
Đúng rồi, anh kinh phản rồi. Mọi người follow tốt hơn đến 2 men nha mọi người. Video đâu rồi, hỏi làm gì? Đang ngủ hỏi gì? Rất mất thời gian. Cảm ơn anh Kính nhá. Ui giời ơi, lại một con TikTok nữa rồi. Ba con TikTok. Cảm ơn Seiko nhá. Cảm ơn cô Seiko. Tôi thua rồi. Thua rồi còn đâu? Còn đâu mà không vui sợ. Mai mà hôm nay đặt đang đi trên đường cao tốc. Em là chia tay rồi ạ. À? Rất mất thời gian. Liên quan cái chuyện của mình để đi hỏi đúng không? Con này, cái con này nó rất là thở hơi anh nhỉ. Đúng. Anh em ơi, mời giây cuối nào. Em cảm ơn anh Kính, em cảm ơn Hiền. Em cảm ơn Anna, cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn đại gia đình nhà mình. Cảm ơn Thủy Phạm, FC 7+1, cảm ơn đại gia đình nhà mình. Vina đâu anh đây? Em ơi, 3 giây cuối cùng nào. Đúng rồi, Vina đâu. Còn cái nít anh nhà em chỉ có bấm tay thôi. Hello anh em nhá. Cảm ơn nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn anh Kính, cảm ơn Dung Lê, cảm ơn chị Hiền, cảm ơn Anna, cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn Thủy Phạm. Cảm ơn 42.000 anh em nhé mọi người. Nhớ follow top donate cho em nhé mọi người. Cảm ơn Vegeta nha, cảm ơn anh Kinh Nguyễn nha, cảm ơn Seiko nha. Cảm ơn Sơn Quốc Tên nha, cảm ơn cháu Sơn Quốc Cù nha. Cảm ơn Song Ngư nha, cảm ơn Thần Tài nha, cảm ơn Huỳnh Bình nha. Cảm ơn Nhóc nha, cảm ơn Huy Nam nha. Thôi nha, về chú nào đánh gửi lại. Thôi anh về nhá. Ok anh. Bye. Vâng, em vào chào anh, chào mọi người bên đấy nhá. Bye bye. Okay. Vì cái đầu chúng mày chỉ có để mọc tóc thôi, hiểu không? Chúng mày nghĩ là vì mấy cái câu nói của chúng mày mà tao có thể bỏ TikTok hoặc là tao có thể
bỏ đi người con gái ta yêu thương á, không có đâu. Còn một đầu đất, học thêm đi, trau dồi thêm kiến thức đi, hiểu không? Tuyệt nè, anh ơi em nói thấy đúng không? Trau dồi, trau dồi à? Trau dồi thêm kiến thức nha, đúng không? Nói thấy đúng không? Đúng rồi, anh Khôi bảo đúng rồi, chị Thảo cũng bảo đúng rồi, không bị sai chị Thảo nữa. Đấy, một người như tao, một người như Đạt nhá, mọi người thấy em, một người như Đạt, thậm chí viết còn sai nội chính tả, nói con bị ngọc, đây, nói con bị ngọc, nhưng mà cái bọn acid nó còn ngu hơn cả em, thật, bọn acid nó bị em lừa. Nói sao tụi mày không bao giờ lớn được? Không đủ á? Đủ nhá. Đúng rồi, không sai, không sợ ai. Đấy. Ơ, đúng rồi. Không còn não đúng rồi. Đi ngủ nhá. Ui. Em cảm ơn chị Dung Lê. Mọi người follow chị Dung Lê nhé mọi người. Thảo ơi em ăn hết rồi. Đi bóc đi. Giật bay màu tóc à? Đúng rồi, đặc biệt mà tao quan tâm đến chúng nó đâu. Chúng nó chỉ là một lũ sâu bọ, còn một lũ ngu ngốc. Thật sự nhá, có nhiều người Indo ấy, có nhiều người Indo mình không hiểu. Thật sự ra mình đang không hiểu. Thật sự là đi ngủ nhá, đi ngủ nhá. Nó đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Đang quay này này. Kiểu có nhiều người Indo ấy mọi người, kiểu như là cứ bảo mình thì đi là kiểu không nên thân mật, kiểu nhìn đánh giá, kiểu đánh giá đi ấy. Ừ. Rồi nói Vi là thế nọ thế kia, nhưng mà mình cảm thấy ấy, các bạn đấy là của các bạn rất là ích kỷ, các bạn nó rất là khốn nạn nhìn đấy. Mẹ người ta đang yêu nhau thì bảo không cho gần gũi, bị thần kinh à, rất là bất tử giang. Thank you chị lớn nhất, đây là chị Thảo bóc cho mình nhá. Ok không? Nhiều người rất là happy, người ta cùng là một đất nước, người ta thấy rất happy, người ta thấy rất là vui. Nó có nhiều bạn nhắn tin cho Vi, nhắn tin cho Vi đánh giá con người Vi nó hút mình. Bạn đầu đất à? Mình cảm thấy là ấy, chính những người hay đánh giá đấy nhá, chưa chắc là bằng một góc của Vi đâu. Thật, những người hay đánh giá không bằng một góc của Vi, mình dám khẳng định. Càng hay đánh giá bao nhiêu ấy, những người mà càng hay đánh giá so với mọi người khác ấy, đều những là những người một lời là một thứ đầy mồm thôi. Những người mà hay đi soi mà đánh giá toàn là những người kiểu ối thôi ơi, kiểu vớ vẩn thật. Còn những người đàng hoàng đầy mồm thôi, những người đàng hoàng không bao giờ người ta đi soi mói hay đánh giá bất kỳ ai. Người ta chỉ biết là ừ người đấy tốt hoặc không tốt,
nếu như nghề đấy tốt, nếu có điều kiện người ta sẽ tự giúp, người ta sẽ tự giúp đỡ. Còn nếu không tốt thì người ta sẽ không nói gì hết mà người ta kệ thôi. Người ta thế người ta sẽ không đánh giá một con người qua cách người ta và qua cách một con người ta thể hiện tình cảm với nhau, người ta không đánh giá. Đây các bạn, mình đi đánh giá các bạn cần là cho tôn giáo rồi cho cái nọ cái kia thôi đi. Đâu bắt cái nọ cái kia các bạn ngăn cấm người con người ta không được yêu thương nhau, thế là ích kỷ, thế là ngu dốt, thế là không có não, hiểu không? Chắc thì các bạn đã bằng người ta mà các bạn đánh giá người ta nhỉ? Luôn. Đây, vừa ngủ dậy rồi. Nhét hạt cho mình ăn. Đi Dung. Cảm ơn chị Dung. TikTok Universe, TikTok Universe. Lúc nào cũng TikTok Universe. À. Người ta yêu nhau, người ta thương nhau, người ta muốn gần với nhau cũng không được. Thế là cái luật rừng này. Luật rừng hả chị? Chị ơi, luật đấy là luật gì? Luật đấy là sao bỏ? Trong trong ho ấy, nhưng mà này sao bỏ? Kiểu yêu nhau mà không được cho gần với nhau ấy. Ừ, gần nhau thì cảm ơn chị Thăng Nân. Không cho thì là cái kiểu gì? Cảm ơn chị. Luật gì? Luật dở hơi tập bơi à? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ừ. Mà quá là phản cảm ở nơi công cộng thôi. Đúng rồi. Người ta yêu nhau, người ta làm gì nhau thì kệ mẹ thế nào. Đấy, đấy là phát ngôn của quản lý chứ không phải của mình nhé. Đấy là phát ngôn của quản lý Đa Villa. Phát ngôn của quản lý của Villa Tem nhé mọi người. Người ta yêu nhau thì người ta làm gì người nhau thì kệ mẹ người ta đi. Đúng không? Hả? Cái gì? Bà này ăn hai con đi về đấy. Đấy, con nào đây? Ai biết được. Con này bị thần kinh à? Ô, này, mọi người thấy vô lý không? Để mình xem nào, để em và em xem Facebook của nó là con nào. Đâu vào trang cá nhân của nó đâu? Chả biết nữa, nó chưa trên rồi. Đợi một tí, từ đây để em vào đây, 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 đây. Đây. Mình chắc chắn đây là một con acid bất dậy. Đây. Con Mai Thị Ngọc Trâm. Acid, acid này. Mày là con ngu. Từ từ. Đợi một tí. Đây mọi người nhìn nhá. Đây. Con Mai Thị. Ui dồi. Mai Thị Ngọc Trâm. Trâm. Chân, chân. Mai Thị Ngọc Trân. Đây. Nó là con khốn nạn mà là một con rất là bất dậy. Mọi người nó biết nhắn. Mọi người biết là nó nhắn Mai tin. Thị, Mai Thị Ngọc Trân. Mai Thị Ngọc Trân con gà. Con gà. Dạ. Ờ. Con ngu, con ngu. Con ngu. Ờ con ngu đây này. Ờ vẫn rất là mất thời gian. Ờ. Đây này, nó nhắn tin cho quản lý của mình thế này. Đây. Không hiểu. Bà này ăn bám đạt nè em gái. Ruột người ta còn chưa được đi mà tới bà này rồi. Này.
ô bạn cái con này điên này. Mày không xin lỗi nha, mày không xin lỗi quản lý của tao nhanh thì mày chết cha mày. Đập tích mà cái nick của mày thì cái nick của mày thì cũng chả để làm gì. Ủa alo. Em gái còn chưa được đi. Sao mày biết là nó chưa được đi? Con ngu này. Thời tới Trâm ơi. Trâm ơi. Ơi thì nó nói những câu rất là buồn cười thật. Không biết là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi. Nhỉ. Đúng không? Đúng không? Rất là mất thời gian. Nói chung là mình không còn từ gì để mà diễn tả cái con người đấy nữa. Hết kiểu người ta gọi là cạn ngôn ý. Ê, bị bồ vào. Nào, mất thời gian quá. Acid con gà. Con con fit. Con vịt. Con vịt. Em cảm ơn chị Hiền. Mà nói chung là các bà có cấm hay các bà có làm cái gì chăng nữa, tôi thích thì tôi làm, tôi đã nói rồi. Các bà càng không thích thì tôi càng thích làm đấy. Nào, mấy con acid dở hơi. Tôi không phải là một người mà các bà thích dắt mũi được thì dắt mũi đâu. Nên là đấy, nói đơn giản là cái vụ vừa rồi ấy, tôi bảo tôi không like nữa và tôi sẽ nghỉ TikTok. Và tôi với Vi chia tay ấy. Là các bà biết là các bà ngu như thế nào rồi. Các bà ngu vãi cả trưởng ra thì bị tôi lừa. Đầu đất. Mấy con acid bất dậy. Nhật. Đúng không? Mọi người không biết đâu. Có những người yêu thương em, có những người yêu thương em ấy vẫn nghĩ là em mới Vi chia tay thật, nhưng người ta vẫn yêu thương, vẫn ở bên cạnh em. Như mấy con acid mọi người không biết đâu, có những con acid mà chưa lúc đầu ấy thì nói là yêu thương em rồi nói là các kiểu lúc nào ở bên cạnh em, nhưng mà đến lúc em bảo em chia tay với Vi bắt đầu quay ra toxic, mọi người biết không? Con mấy con ngu. Đấy là cách lọc fan, đấy là cách lọc fan của Đạt Villa đấy mọi người. Đấy là cách lọc fan của bọn em, và em cũng đã nói với Vi làm như vậy để biết ai là người yêu thương mình thật hay là chỉ là mồm điêu mắt gian thôi. Đây là acid thì vẫn mãi là đầu đất thôi, không thể nào mà không thể thông minh được. Acid Matamu mất thời gian. Đi chết. Acid bi chết. Có nghĩa là ăn cứt đấy. À, đúng không? Mốc mắt Vổ Acid Matamu bi chết. Đúng không? Đúng không? Bất chất. Dạ. Bi chất. Đúng không? Acid Indonesia. Matamu bi chất. Đúng không? Cay chứ. Acid con kinit. Các bà càng không muốn tôi ở cạnh Vi, tôi cứ ở cạnh Vi đấy. Nào, một tháng nó bay sang Indo một lần. Dạ. Đúng không? Đầy tiền. Hả? Đi nhé. Điên à? Sợ mà. Anh chàng hiểu về Vi thì chắc chắn sang Việt Nam ở rồi, hôm nay em xin rồi. Cha hiểu em. Anh hiểu em. Cha thương em. Thương em. Cha quan tâm đến em. Quan tâm em. Hết cạn lời đúng không? Hết ngôn, cạn ngôn rồi đúng không?
thay giống em. Anh Đăng. Chà giống em. Anh yêu em. Chà thương em. Anh thương em. Chà quan tâm đến em. Rất là mất thời gian. Nha. Nha. Rồi. 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 Vụ. Bây giờ vẫn có người nghĩ là em người vi diễn á. Vẫn nghĩ là hợp đồng. Hợp rồi đồng. Em đến đoạn hợp đồng đẻ cả con. Đến không hợp đồng chưa? Thế ai trả lương? Được trả lương đây, trả money đây. Chị giải thích cho Vi đi. Mọi người bảo là đây. Trả phí à? Contract my paper. So he said who will pay for the production? So Vida has to pay that. Rất đã mắt đấy ra nhá. Đã đến không diễn chưa? Thế ai trả phí cho ai? Cha hiểu anh. Em trả phí cho anh nhá. Mang đi nhá. Pay money for that nhé. Trả phí nhá, thì đưa tiền đây. Vừa được người vừa được tiền. Đất nhá. Đấy, ví con Dior cơ. Được chưa? Nhưng mà Dior pha ke đúng không? Không biết bạn nào. Không biết hỏi thế. Cay chứ. Ok, Rio. Dior Rio, Dior Rio. Nè. No, ui, ôi xù, ui, sorry, nào ngã giờ ngồi đây, nó xe nó đi nó ngã rồi kìa, ngồi xuống. Rio. Đây nó. Anh đặt nó bước. Ok. Sorry nha. Vợ ơi. Sorry nha. Vợ à. Thì mai chị lấy tiền của Đạt đi mua cho Vi một cái túi đi xịn. Ok nha. Đạt có đi nha. Đạt có đi rồi, mai anh sẽ đi. Mua cho Vi một cái Dior xịn. Không phải nghĩ Dior xịn. Không phải nghĩ. Dior xịn. Không phải nghĩ. Mạng rồi. Vanguardia. Ok. Ok. Việt Nam won nhá. No. I have one car in mind. Đã có xe rồi. Anh đặt con kia đi. Con kia đi. Biết rồi, biết túi xịn rồi, Dior xịn rồi. Biết rồi, biết là Dior xịn rồi, kiếp trêu tí gì nữa kiếp. Bác cái vụ. Sorry nha. Dior Vidia, Dior Rio. Dior của Đạt, Dior Fake. Dior của Đạt Fake nhá. Có 100 triệu cái túi thôi.
mọi người fake. Real. Real. Video real. 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 No fake. Real. Real. Da. Fake. Mọi người fake, 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 fake. Real, yeah, video real good. No. Fake. No. Rất là mất thời gian. That dead. That fake. That fake. Đạt bây giờ có cả pha ke. Đã. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sorry Vidya. Sorry Vidya. Ten. Sorry Vidya. What? Xin lỗi vợ nhá. Sorry Vidya ten. Sorry Vidya. What? Sorry Vidya. No. Xin lỗi vợ nhá. Sorry Vidya. Three. Xin lỗi vợ nhá. Sorry Vidya. Kéo mà kéo bác tài còn thần kinh bọn mình mất. Mọi người biết hôm nay mình nói gì với cả mama không? Mi. Mọi người biết Đạt nói gì không? Sukutor. Việt Nam full nhé. Việt Nam no. Chị bảo video là về Việt Nam. Anh đặt no em. Về Việt Nam em mua cho một cái. Cái gì? Thứ bảo gì? Cái xe cũ kỹ của nó ấy. Cái xe hôm nay ấy. Yes. Scooter video new. Về Việt Nam mua một cái chơi nhá. Nhá. Nhìn cho mình. Về Việt Nam đi scooter nhá, Vi nhá. Dạ. Nhá. Ok, về Việt Nam mua một cái. Mọi người có biết hôm nay Đạt nói gì với mama không? Không, bảo gì. Ok, hôm nay em bảo với cả mama Là Đạt kết hôn Vidya. Vidya sống ở Việt Nam. Đó. Im lặng. Mẹ Vidya ok. Ok và dặn Đạt là phải chăm sóc tốt cho Vidya. Ok à, đặt phạt kì. Đặt phạt kì. Thứ hả? Nó buồn. Và Đạt là phải chăm sóc tốt cho Vi. Đạt kết hôn Vidya đều đều. Đạt kết hôn Vidya với con acid đều đều khổ. Anh Đạt no love Rio. Đạt love Fake. Đạt love Vidya Rio gì Fake làm sao được cơ gần. Love Vidya đều đều. Đều đều khổ trên cha rồi đi. Không quan tâm. Hát bài không quan tâm cho chúng nó nghe nhá. Cảm ơn Đạt đã từng đàn đã từng đi. Cảm ơn Đạt đã từng đi. Thanh xuân này chỉ giao cho Đạt em cho Phi tình thương nhớ là tình cũ đấy. Cả đời này chỉ giao cho Phi. Cảm ơn đã từng đi.
chỉ đành cho em đi. Tình thương đó là tình phố thế. Cả đời này không thay thế ai. Là các cuộc đời. TikTok Universe. Tình thương đó là tình phù thế. Khá đơn này chỉ dành cho anh. Ở đây. Ở đây. Nên buồn. Nên buồn. Nên buồn. Anh nhiều khi bên tôi đừng lo nhé vì đã có đi đây rồi. Đúng. Music đạt. Đừng lo nhé vì đã có vì đây rồi. Vì hứa sẽ chẳng yêu ai, chỉ yêu mình đạt thôi. Đúng. Đúng. Đúng quá thế đi. Music đạt. Một top rồi á. Người top không quan trọng, đạt không cần top. Đạt không cần top đâu. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Dạ. Dạ. Đúng không? Đúng. Anh đạt. Dạ. Anh yêu Vidya. Cha yêu em. Anh yêu Vidya. Cha yêu em. Quân thăm đến em. Quân lên trời. Quân lên trời. Trong top 10 là được rồi mọi người ạ. Không cần phải top cao đâu. Top cao để làm gì? Top cao để dọa ai? Nói chung là được top cao thì ai cũng thích thôi. Nói thật nhá. Nói thật mọi người nhá. Để mà chơi TikTok ai cũng video đẹp. Video good. Video đẹp. Lâu lên. Video là Vidya no makeup, very good. Vidya xinh. Vidya xinh gái. Yo. Chấm cả một. Vidya hơi bị xinh gái đấy, đừng có nói. Đi. Nói thật với mọi người, đây là nói thật. Ai cũng muốn được top cao. Ai cũng muốn được đứng ở vị trí cao. Nhưng mà nào đi im mà đi im để nói đã nhé. Nói xong. Làm gì là mọi người? Nào ai làm gì? Vơ vẩn. Để tay đây. Biết tay đây nào. Nào mau đây. Ừ. Mai bên cho em nhé. Ở top cao thì ai cũng thích, ai cũng muốn. Nhưng mà mình phải biết là nhà mình không có tiền. Nhà mình nghèo lắm. Ok. Nhà mình nghèo nên là mình chỉ cố ở trong top 10 thôi. Ôi giời ơi, cảm ơn đây thằng em nhá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cảm ơn thầy em khờ dại. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Nhà mình nghèo nên chỉ đứng ở trong top 10 đấy là cố gắng lắm thế. Còn nếu không cố gắng thì không ở trong top 10 đâu. Nên là anh. Hả? Nên là không quan trọng mọi người, đừng có quan trọng là tụt top hay không tụt top nhé mọi người. Anh đã nếu trong top 10 là ok rồi. 1, 2, 3.
Chết mẹ rồi, con này xuống top 11 luôn rồi. Anh đất con gà. Con vịt. Con vịt. Dạ. Thế được một tí để anh xem tụi anh có đứa nào tranh top 10 của anh không. Có 5 trường hợp đang tranh top 10 của mình. Vịt thế. Cho mình xin top 10 thôi mà. Mà thôi kệ trả nó đi, top nào cũng được. Gì? Thương em. Thương em hơn. Gì? Chà thương em. Thương em. Khoảng tháng thế nè. Rap, anh rap, rap. Rap. Anh trai yêu em. Anh yêu em. Ôi cảm ơn chị à. Anh qua đây mà. Anh qua đây mà. Đất tốt thế á. Đôi to thế á. Anh trai yêu em. Rất là mất thời gian. Chà thương em. Cảm ơn mọi người. Anh rất. Anh trai yêu em. Anh trai yêu em. Anh đó. Yêu em. No, 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 no. Anh trai yêu em. Anh trai yêu em. No. Anh trai yêu em. Ok. 1, 2, 3. Anh trai yêu em. Anh trai yêu em. Hả? Đúng không? Đúng. Cha thương em rồi. Ba, tư. Anh trai yêu em. Anh trai thương em. No, no, vì thế anh trai yêu em, anh trai yêu em, anh trai thương em, anh trai thương em. Ok. Vũ. Vũ. Ba, tư. Anh trai yêu em. Anh trai yêu em. Cha thương em. Anh trai thương em. Quan tâm. Chẳng quan tâm đến em, oh yeah. Rồi. Rồi. Anh qua đây mà. Anh qua đây mà. Nó thưa thế á. Nói to thế á. Quái quái chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Quái quái chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Sắp hết giờ chứ. Sắp hết giờ đua tốt cho mọi người. Không nên tâm đông lắm. Còn 50 phút nữa, đâu thế? Anh đặt number 10, number 1, chứ đi à? Anh chỉ cần number 10 thôi. Number 10? Ờ. Anh đặt number 1. Ờ. Anh đặt, oh, leo leo. Đặt đen, đặt nồi đen. Ờ. Đặt nồi đen. You look that nồi đen. Đặt đen chứ đi à? Ờ. Đặt đúng không? Đúng không? Bộ. Bộ. Yeah. Anh đặt follow. Yeah. Yeah. Cảm ơn nha. Cool. Ôi. Nhiều buồn đái thế nhỉ. Chị ơi. Chị. Ở đây có dừng lại được một tí không? Một đoạn. Có đoạn nào có thể dừng lại một tí để cho em đi coi mét không? Đặt vừa tụi tôi đây. Ok. 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 Ini nanti ya, masih jauh enggak? Masih. Maafin Mas Arya kalau lihat dulu ya, Pak ya. Iya. Oke. Okay. Kita ke toilet. Toilet. Ini toilet. Ada toilet. Oi, sang baby oi, sang gọi tài xế ơi. Banana no good. Banana no good. Thôi thôi à. Nào cay chưa, cay chưa? Acid. Nêu nêu. Thì nêu nêu. Phụ. Tha bu mu pi ki bi bi chu chu thân
Đúng không? Đúng không? Rất acid mất thời gian. No money. Acid no money. Đó. Ờ. Acid no money no good. Ờ. Acid no money mà no good. No friend video. No friend video, no friend đạp. Ờ. Có nghĩa là những cái bạn acid ý là không phải những người bạn của chúng tôi. Good đi nha. Yeah. Đúng không? Đúng không? Cô chị. Quá đúng. Khi nào bạn đang nói đúng không thì video bạn là quá đúng. Quá đúng. Ừ. Đúng không? Quá đúng. Quá đúng. Ừ. Đúng không? Quá đúng. Đúng không? Quá đúng. Quá đúng. Đúng rồi còn gì? Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Mọi người ơi. Chúng ta. Chúng ta. Là những người bạn. Là những người bạn. Đang làm gì? Đang làm gì? Ừ. Anh đang làm gì? Anh đang đi chơi. Đi chơi đi thôi. Được rồi đi thôi.